test ra điện cho máy đào, test ra tự động, test tua máy 1827, 1840, 1829, 1841 không đều, 1828, 1840, 1837, 1826, 1839 đều. Ừ, không đều. Một tám ba mươi chín, một tám ba mươi bốn nó nằm ở mức này, 830, 1841, 1826, 1838. Một vấn dài à, 1826, 1839, 1838. Tám bốn mươi cũng vậy à, không lên, không lên, không xuống. Đây 1835, 1839, 1890, 19 rồi, 19 hả? Nó lên 19, 1901, 1894, 1887, 1904, 1903, 1900, 1891. 1901 đó, nó cứ nằm ở tầm tầm đó, nó nằm lên 19 là được rồi hả, đúng không? 1893 tầm đó là được rồi. 1952 lên dữ vậy. 1973, 1999, 2035, 2035. Okay, okay. À, à, 2005 hả? 2032. À, là cái tour nó phải theo cái số của cái hộp này. À, là nó phải kết ở cái mức đó. Còn thấp nhất là 1400 hả? À, tour thấp nhất là 400 đúng không? Vâng. Trung bình là 1950. À, nó có ở trên cái số trên cái hộp này. Đây. Có cái số trên đó là mình chỉnh cái tua máy theo cái số trên cái hộp đó. Anh đọc em chơi. 1989. 1989. Đúng rồi, 1989. 1949. 1944. Được chưa? Cái trên kia là cái giữa là 1900, đó 50 đúng không? Rồi, chạy trung bình coi. 936. 936 được chưa? Đây là đồng hồ hiển thị tua máy nè. Đó. 865, 863. 8 863, 861, 863, 15, 1307, 13, 1295. Một chín,
giáp tải không khói nè. Giáp tải là không khói á. Da nó tự lên à. Vậy là nó không có động nữa. À. Phát đóng đeo nè. Nó có khói nghĩa là xong luôn. Là mình cũng có khói luôn. Gan ti mà nó cũng không khói ha. Có khói nhưng mà tất nhiên là gan ti thì cái nó nhỏ nhất mà nó ăn tải được mà không liệt máy là được. À. Cái không đen. À. Đấy coi như nó đang bị mệt quá. À. Nó ăn ít vẫn là làm nhiều. Nó cái này nó vẫn đang uống dầu mấy bữa trước thì nó còn lại cái này nó uống thì chưa gắn hộp vô lấy gì uống không uống. Làm heo bé. À không, heo bé chứ heo mấy hổng rầy nó đang ấy mà. Nó chưa có đều mà. Heo bé mà cường bị nó đúng chưa. Rồi, đóng nắp nó vào. Hộp trắng vào. Sau khi đã chỉnh da xong. Chỉnh rồi tua máy xong. À, nhấn VR1 là 2004. VR2 là 19. VR3 là 2050. Sắp quá. Cả dây.